Thiết kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là bà Florence đánh vào miền đông nước Mỹ. Tin thứ hai là ông Obama đến Anaheim, kêu gọi cử tri đi bầu để tình hình không tệ hại hơn. Và tin cuối cùng của ngày hôm nay là thung thủ dùng dao và gãy sắt tấn công người qua đường ở Paris. Mở đầu phần tin hôm nay thì bản tin CNN cho biết rằng hầu như tất cả các cửa hàng và siêu thị ở các tiểu bang miền Đông đang chuẩn bị cho tất cả vật dụng cần thiết như là nước, đồ khô và những thứ khác để người dân có thể mua và dự trữ ngay lập tức sau khi có tin rằng bão Florence tăng mạnh và sẽ đánh vào trong tuần này. Trung tâm khí tượng Hoa Kỳ cho biết rằng bão Florence sẽ tăng cấp 3 vào 11 giờ trưa ngày hôm nay, từ 115 dặm cho đến 140 dặm một giờ. Cũng vào cuối tuần qua, thì thống đốc của hai tiểu bang là South Carolina và North Carolina cũng đã ban hành tình trạng cẩm cấp ở cả hai tiểu bang để mà nhằm có đủ thời giờ chuẩn bị trước khi bão tới. Trung tâm khí tượng Hoa Kỳ cũng dự báo rằng bão Florence sẽ có thể tiến vào tối ngày thứ năm tuần này và vào rạng sáng ngày thứ sáu. Tâm bão dự đoán là sẽ di chuyển từ Bermuda với Bahamas vào ngày thứ ba và thứ tư sắp tới. Vào cuối tuần qua, thì cựu tổng thống Barack Obama cũng đã xuất hiện tại Anaheim nói rằng cuộc bầu cử giữa khóa vào đầu tháng 11 sắp tới đây sẽ cho người dân Mỹ một cơ hội để tái lập một phần nào đó sự lành mạnh cho nền chính trị. Các nhà quan sát viên cho thấy rằng ông Obama nay có các lời phê bình mạnh mẽ hơn nhắm vào tổng thống Mỹ Donald Trump khi đi vận động vào các ứng cử viên trong đảng Dân Chủ để giành lại được quyền kiểm soát Hạ viện. Trong một bài diễn văn khoảng dài khoảng 20 phút đọc tại ở Anaheim, ông Obama không nhắc đến tên ông Trump, nhưng những gì ông nói thì cũng cho thấy rất rõ ràng. Sự xuất hiện của ông Obama chỉ một ngày sau khi ông có một bài diễn văn với lời lẽ mạnh mẽ chỉ trích ông Trump tại trường đại học University of Illinois ở urbana champaign Ngoài ra, thì ông cũng nói rằng các đề tài như là sự an toàn cho người đến tuổi đến hưu, thay đổi khí hậu và giáo dục. Tại Orange County vào khoảng 10 năm trước đây thì số người thuộc đảng Cộng hòa ghi danh đi bầu nhiều hơn phía dân chủ là 13%. Tuy nhiên thì con số này đã giảm xuống còn 3%, trong khi đó thì số cử tri độc lập thường bỏ phiếu cho phía dân chủ tăng lên tới 25%. Chuyển sang phần tin cuối cùng, thì phần tin thế giới cho biết rằng giới hữu trách Pháp hôm nay lên tiếng ca ngợi phản ứng nhanh chóng của những người chơi bi sắt ở Paris khi họ chọi bi vào đầu một kẻ dùng dao và gậy sắt tấn công người qua đường. Cảnh sát Pháp cho biết rằng có 7 người bị thương với một người có thương tích nghiêm trọng. Trong số những người bị thương là có một cặp du khách người Anh và một cặp du khách người Ai Cập. Cảnh sát cũng nói rằng hiện không coi đây là một cuộc tấn công của khủng bố. Cuộc tấn công xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày Chủ nhật giờ địa phương thuộc quận 19 ở phía đông Bắc Paris, nơi có nhiều du khách lui tới. Qua Twitter, thì Bộ trưởng Nội vụ Pháp là ông Charles Colin đã ca ngợi sự can đảm và nhanh trí của những người giúp ngăn chặn cuộc tấn công. Ngoài ra, thì một giới chức Pháp nói hung thủ là một người gốc Afghanistan, nhưng không tiết lộ chi tiết nào khác vì cuộc điều tra vẫn còn đang được tiến hành. Một nhân chứng có tên là Porasis Hamani cho hãng không tấn AP hay rằng ông đang chơi bi sắt với hai người bạn thì thấy đám đông chạy tới, nói rằng phải cẩn thận vì có kẻ cầm dao tấn công. Ông Hamani và các bạn đã chạy đuổi theo kẻ tấn công và chọn bi sắt vào người này khi hung thủ vẫn đang tiếp tục đâm chém người qua đường. Sau đó thì có một người khác có tên là Ridesman đã nhặt được con dao cài chừng khoảng 40 cm ra khỏi tay của hung thủ và vứt xuống đường. Đám đông giữ chặt hung thủ cho đến khi cảnh sát tới nơi, khoảng mấy phút sau đó. Vừa rồi là phần tin trong ngày hôm nay. Nhất Khanh kính chào và hẹn gặp lại.